Thưa quý vị, điểm nhấn trên du thuyền lớn nhất thế giới Icon of the Sea là công viên nước lớn nhất thế giới trên biển. Trên tàu còn thiết kế riêng cả một khu phố. Cùng chiêm ngưỡng một trong những công trình vĩ đại nhất trên thế giới này nhé. Điều đặc biệt trên siêu du thuyền lớn nhất thế giới, điểm nhấn trên siêu du thuyền lớn nhất thế giới Icon of the Sea là công viên nước lớn nhất thế giới trên biển. Trên tàu còn thiết kế riêng cả một khu phố. Du thuyền lớn nhất thế giới Icon of the Sea đã hoàn thiện quá trình xây dựng tại xưởng đóng tàu ở Phần Lan và thực hiện hành trình đầu tiên vào vùng nước mở trong cuộc thử nghiệm trên biển trước khi giao hàng vào tháng 10 tới. Du thuyền khổng lồ này dài 365 mét và nặng khoảng 250.800 tấn. Khi ra khơi trên vùng biển Caribe vào tháng 1 năm 2024, siêu du thuyền có khả năng chờ khoảng 5.610 hành khách và 2.350 thủy thủ đoàn. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên thuyền là công viên nước lớn nhất trên biển. Công viên nước này có kỷ lục 6 máng trượt nước, 7 hồ bơi và 9 xoáy nước. Trên du thuyền còn có thác nước cao 16 mét, bức tường leo núi, quán bar và khu phố Central Park lấy cảm hứng từ công viên đô thị nổi tiếng của thành phố New York. Du thuyền có 2.805 phòng, trọng tâm của con tàu là các kỳ nghỉ kiểu gia đình. Ngôi nhà phố 3 tầng dành cho gia đình có hệ thống cầu trượt, dạp chiếu phim và karaoke. Căn nhà phố có lối đi riêng vào khu phố thân thiện với gia đình. Câu lạc bộ bãi biển Hideaway có bể bơi vô cực lơ lửng đầu tiên trên biển. Trong phòng có cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Quả là một chiếc du thuyền sang chảnh bậc nhất đúng không quý vị? Không biết một chiếc vé để tận hưởng chiếc du thuyền xa hòa này là bao nhiêu, nhưng chắc chắn để đặt chân lên con thuyền này người đó không phải là những người dân bình thường